Đây là cây gốc ghép. Đây là cành ổi dùng để ghép. Trời mới thấy em ba mà được cái trời. Trời đang chỉ mưa kìa bà. Đó, phải làm cái vàng rồi. Ừ. Rủi nó luôn đi, nó khỏi thành vàng. Nó quay miếng mà trời mưa, nốt nhớ né chị quanh ra nha. Ảnh hưởng á. Cái vàng đây nè. Đóng một cái cây đây. Chí không? Nghe chí không nhìn. Nhìn đi học hỏi. Trời ơi, sao mà lấy không dám lấy cái bọc khô nữa. Hả? Em có thấy đâu, không thấy ở chỗ ở ngoài đó. Quấn đôi luôn cũng được. Khỏi ra luôn, mà quấn qua quấn đôi luôn thử có được. Không được. Không được hả? Cứng lắm. Nó mạnh hay hơn chứ? Nó cứng lắm, nó cứng lắm. Không cần siết mạnh đâu. Chỉ cần giữ nước thôi, cố định nó lại. Những cây sầu riêng mà siết mạnh quá nó cũng rớt nữa. Mà nó nhẹp. Phải mở ra, đừng có làm đâu. Chùa sao nghỉ em tí? Chuyền hả? Thử nghĩ đi.
Em ba. Mình dắt chú chùa đi phá giới. Kiếm căn bài cho bộ kiếm cho tôi à. Mày dạ, ngoan tạo. Đó ở nhà với ông già nó cũng đâu có nói gì nữa.